Kali, sao hôm nay con tắm sớm vậy hả con? Ngồi xuống. Manchi, hôm qua con quên nói với mẹ mất, hôm nay con chuẩn bị đi chơi với Gauri, con rất là vui luôn. Nên con đã dậy thật sớm để chuẩn bị đi đó mẹ. Manchi, mẹ hãy lấy cho con chiếc váy nha. Rồi con yêu à, mẹ sẽ mặc quần áo cho con ngay. Hôm nay chúng con sẽ rất vui mẹ à. Gauri nói với con hôm nay ba sẽ đưa tụi con đi chơi rồi ăn uống, sau đó cùng nhau xem phim và ăn tối ở nhà hàng. Manchi, đồ ăn ở nhà hàng có ngon không vậy mẹ? Mẹ đã bao giờ nếm thử chưa? Con sẽ được ăn ở nhà hàng luôn đó. Con có thể, con sẽ được mọi thứ mà con muốn. Nói mẹ nghe, con thích chiếc váy này không? Nó rất là đẹp. Con có biết không, chính Gauri, con bé đó nhờ mẹ mang chiếc váy này cho con đó. Thật sao? Thật. Gauri thật tuyệt vời. Hôm nay tụi con sẽ rất là vui cho coi. Cô công chúa, hãy tỉnh dậy đi nè, trời đã sáng rồi. Con không cần phải đi học sao? Thức dậy đi mà con yêu, hãy thức dậy đi nè. Nhanh lên đi, nếu không bà sẽ cù lét con đó nha. Vết qua à, hãy xua đuổi mọi ánh mắt tà ác. Gauri chưa bao giờ bước ra khỏi nhà cho đến ngày hôm nay, đúng không nào? Tất nhiên rồi, Sethi, chỉ không cần phải nhắc nhở tôi đâu. Ý nghĩ phải dậy sớm khiến em ta thức cả đi. Bên cạnh đó, yêu cầu của nhà trường hiện nay vượt quá sự hiểu biết của em rồi đó anh ta. Sao lại muốn bọn trẻ đi học sớm vậy chứ? Gauri, Gauri, Gauri à. Chị Kali, hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau. Đúng. Em nhìn nè, chị đang mặc chiếc váy em nhờ mẹ may cho chị. Nhìn chị rất là đẹp luôn đó. Cảm ơn. Sẽ có nhiều niềm vui khi chúng ta đi chơi ngày hôm nay. Phải, chúng ta sẽ rất là vui. Ồ, chúng ta phải xua đuổi những con mắt độc ác khỏi Gauri và một số công việc khác nữa. Nên đó là lý do con bé vội vàng bước vào nhà. Chỉ có vậy thôi anh à. Thật tốt khi con bé ở đây mà chị. Ít nhất bây giờ Gauri đã chịu dậy rồi đó. Mặc quần áo cho con bé, tôi sẽ trở lại ngay. Chào buổi sáng mẹ Manchi. Chào buổi sáng con yêu, con sẵn sàng đi học chưa? Dạ rồi. Đây cháu, cháu mang cái này tới trường với cháu nha. Tại sao? Nè nha, cháu có muốn được ngồi trên ngai vàng ở đó không? Họ sẽ không cho phép cháu ngồi trong lớp đâu. Cháu sẽ ngồi trên sàn nhà. Ta đưa tấm thảm để cháu không cần phải ngồi trên sàn đó. Bác thật là tốt quá đi. Nếu bác không đưa cho cháu thì cháu phải ngồi dưới sàn nhà cứng rồi. Đúng vậy, nên ta mới đưa cho cháu. Đưa cho mẹ. Đã dơ rồi kìa. Dạ con yêu, con có thể ngồi trên cái này. Tấm thảm này sử dụng để cầu nguyện mà, nó sẽ bị bẩn đó mẹ. Tấm thảm cầu nguyện không để bẩn, giống như lương tâm của một đứa trẻ. Nó luôn trong sạch và tinh khiết đó con. Con có thể mang theo nó. Con chỉ cần giữ nó thật sạch. Cầm nó đi con yêu à. Phải đó. Nếu Kali ngồi trên tấm thảm chùi chân, mọi người sẽ chế nhạo chúng ta và chúng ta sẽ bị sỉ nhục. Hả? Hãy mặc cái thảm đó theo đi nào. Nè Beauty. Dạ nghe. Bây giờ cô hãy mau mau đi tắm cho công chúa Gauri của tôi đi nha chưa? Dạ thôi. Nè Kali. Dạ con nghe nè. Đến đây nhanh. Kiểm tra những thứ Gauri mang đến trường. Đấy. Hãy đưa nó cho mẹ. Con đến đi. Mau lên. Nghe nè,
Đây là gì? Đây là hộp cơm trưa. Được chứ? Con có biết cách mở cái này không? Đây là cách mở nó ra. Mở nó ra như thế này và cho Gao đi ăn. Chị Kali. Chị ơi nhìn nè, em mang cho chị đôi giày đẹp lắm. Cảm ơn. Không có gì. Hình như Kali đang lợi dụng Gauri quá mức rồi. Hôm nay Gauri tặng nó một đôi giày. Nếu như mà con bé đưa cho Kali mọi thứ nó có thì sao chứ? Ôi, người luôn đòi hỏi vật chất rồi sẽ tới lúc muốn cướp lấy nó. Những người lớn tuổi hơn đã nói vậy đó. Hãy kỹ nó đi. Devaraja Sevyamana Pavanamri Pankajam Jalayatya Sutramindu Shekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrinda Panditam Digambara Kashikapuradhinath Kalabhairavam Bhaje Sutti Mukti Dayakam Prashastra Loka Vigraham Bhakta Vatsadam Siddham Samas. Con bé Kali đó, mới hôm qua nó làm hỏng bữa tiệc của chúng ta rồi anh yêu. Em muốn nhảy nhưng em đã không thể nhảy được. Em còn mong là con bé không gây ra bất kỳ căng thẳng nào khi anh đưa nó đi chơi hôm nay. Không đâu Manjuri, điều đó không xảy ra đâu em. Chị đã giải thích mọi chuyện với Kali tối hôm qua rồi em à. Chắc chắn con bé không gây rắc rối gì nữa đâu. Em đừng lo lắng, nó không có nói nhiều nữa đâu. Không phải đâu Manjuri à. Nhưng tại sao lại cần phải mang theo Kali chứ? Nó ở nhà sẽ tốt hơn mà. Manjuri, Kali thật sự muốn đi ra ngoài. Hơn nữa, Gauri sẽ không thích đi nếu như không có Kali đi cùng với nó. Tìm đến ai nếu như con bé thật sự cần gì đó hả? Nếu như chúng ta làm Gauri không vui khi không cho Kali đi cùng, như vậy sẽ không được tốt phải không? Đúng, đó là sự thật. Thần Rama ơi, thần Rama, thần Rama ơi, thần Rama. Hãy thuê một vài người hầu và công việc sẽ được thực hiện xong hết mà thôi. Nó sẽ chỉ khiến ta tốn một số tiền, nhưng các người sẽ không bị làm cho xấu hổ. Chúng ta đã bị ô nhục bởi con nhỏ Kali. Rất khó để mọi người có thể tôn trọng chúng ta. Hãy nghĩ gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cô công chúa của bà đến trường đó nha. Con yêu ơi, hãy mỉm cười lên nào. Nè, sau giờ học chúng ta sẽ đi chơi được chứ? Dạ thưa ba. Nè nhanh lên thôi, ngồi đi. Tốt lắm. Khóa cửa lại nào. Kali, lại đây ngồi với em, nhanh lên đi chị. Cửa gì hả? Nó ngừng hoạt động rồi hay sao? À, không phải đâu con yêu à. Cửa đang hoạt động rất tốt. Vì ba đã khóa nó lại rồi. Kali sẽ vào trong xe bằng cách nào đây hả ba? Kali sẽ không đi học đâu con à.
con sẽ phải đi học một mình thôi. Chúng ta đi thôi. Mở cửa cho chị đi. Bé ơi, nhà con mở cửa đi mà. Bé đi. Làm ơn mở cửa đi mà. Bé ơi, chị muốn tới trường học mẹ mà. Ba ơi, ba ơi, con mở cửa ra đi ba. Con cũng muốn tới trường học cùng với em. Ba mở cửa đi ba. Mẹ Manchi, hãy nói ba đưa con tới trường cùng em đi mà. Con muốn tới trường với Gauri. Đi thôi. Ba ơi, ba ơi. Con xin lỗi chuyện ngày hôm qua mà. Con sẽ không nghịch ngợm nữa đâu. Ba cho con tới trường với em đi mà. Đi mà ba ơi. Ba dừng lại đi mà. Người có thể cố gắng hết sức, nhưng ta sẽ không để người trở thành một phần của gia đình này đâu. Ta sẽ đảm bảo rằng Gauri và Kali không tới gần nhau. Đây là sự khởi đầu của con trai ta. Ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ vận may của Nilu. Các người cứ chờ xem. Gauri, ba ơi, ba ơi. Đi thôi con. Ơi, làm ơn đi mà. Mở cửa đi ba. Ba ơi, làm ơn mở cửa đi mà. Ba ơi, làm ơn mở cửa đi mà ba. Lái xe. Mở cửa ra đi. Tài xế. Quay lại thôi. Cô là thuyết phục Kali rằng Gauri sẽ đến trường mình. Cô hiểu chứ? Gauri đến trường. Con gái yêu à, con sẽ làm theo lời mẹ nói chứ?
Con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ nói mà. Con sẽ không thể đến trường với Gauri. Em sẽ không được cảm thấy buồn, được chứ? Thật ra chị cũng biết đó không phải là lỗi của ba đâu, bởi vì chị không xinh đẹp như em. Đó là lý do ba không khi nào muốn nhìn chị. Chị cũng sẽ không bao giờ xinh đẹp khi ngồi trong tủ lạnh được. Bác Chethy nói với chị, nếu chuột rơi vào bột mì thì nó sẽ chỉ làm bột mì bẩn, nhưng mà con chuột vẫn không có nước da trắng sáng được. Ba không nghe chúng ta nói gì hết, cả hai chúng ta đều hét khan cả cổ luôn, nhưng mà ba vẫn không chịu cho xe dừng lại gì hết. Chắc là ba đang trêu chúng ta đó em à. Không Kali, ba không trêu đâu. Ba cố tình khởi động xe, ba còn khóa cửa xe lại nữa đó chị biết không. Gauri, điều đó không đúng đâu. Ba yêu thương cả hai chúng ta mà. Gauri, em đừng giận ba. Tại sao? Hôm nay ba đưa hai chúng ta đi học đúng không? Tất cả trẻ em đều đi học đúng không? Nhưng mà chị chỉ là một con chuột. Một con chuột thì không cần phải đi học. Đó là lý do ba không thể đưa chị tới trường đó Gauri. Chị chỉ muốn đi chơi một lần thôi, nên hồi nãy chị đòi ba cho đến trường. Em sẽ không đến trường cũng như không đi chơi nếu không có chị. Em muốn có chị thôi. À, sao vậy? Lúc nãy em đập tay trên kính xe để bảo ba dừng lại. Đó rất là đau luôn chị à. Em đợi đó, chị đi lấy thuốc cho em. Kali, Manji, Gauri đã trở lại. Em ấy không bỏ rơi con. Mẹ biết rồi. Manji, em ấy yêu con rất nhiều. Ừ. Bảo đến đây. Mẹ rất yêu con. Mẹ muốn nói con chuyện này. Thật ra mẹ muốn nói với con vài điều. Dạ. Bây giờ con gái sẽ làm như mẹ nói có được không? Con sẽ làm bất cứ điều gì mà mẹ nói mà. Kìa nè, con không thể đến trường cùng với Gauri được. Nhưng tại sao? Con vừa nói với mẹ là con sẽ làm bất cứ điều gì mẹ nói mà, có phải vậy không? Nhưng em ấy sẽ không tới trường nếu không có con. Con sẽ phải thuyết phục Gauri và con. Chính là ba con muốn mẹ nói với con như vậy. Em không đến trường không đi chơi mà không có chị. Em chỉ muốn chị thôi. Em không nên nói điều đó Gauri. Chị không đi học thì cũng không sao, em đi một mình được mà. Em có thể kể cho chị nghe mọi chuyện khi em trở về. Kể cho chị nghe những gì em làm ở trường, và cả những trò chơi mà em chơi nữa nè. Có trời mới biết Gauri sẽ khóc lóc như vậy bao lâu rồi con mới chịu nguôi đây. Nếu như em mà khóc lâu như vậy á, chắc chắn em sẽ bất tỉnh luôn chứ không phải ngồi đó đâu. Tất cả việc khóc lóc này cũng đang hủy hoại sức khỏe của Gauri biết là bao nhiêu. Việc em lảm nhảm liên tục sẽ khiến chị bất tỉnh luôn đó mà Duri. Chị đã nói với em suốt thôi, không ai là mang theo bùa bảo vệ xung quanh mình hết trơn á. Điều này sẽ không xảy ra nếu như ngay từ đầu em giữ chúng tránh xa nhau. Bây giờ thì em hãy tự chịu đi. Em không đến trường không đi chơi mà không có chị. Em chỉ muốn chị thôi. Em không nên nói điều đó Gauri. Chị không đi học thì cũng không sao, em đi một mình được mà. Em có thể kể cho chị nghe mọi chuyện khi em trở về.
có đúng không nào? Kể cho chị nghe những gì em làm ở trường và cả những trò chơi mà em chơi nữa nè, và cả những môn học mà em học nữa. Rất là nhiều luôn. Nhưng chị không đi học cùng thì ai sẽ mở hộp cơm trưa của em đây chứ? Em có thể nhờ một người bạn mở nó cho em mà. Bây giờ em đừng có buồn nữa. Chị không muốn đi đâu cả. Chị sẽ đợi em ở đây cả ngày. Chị sẽ chỉ ở đây và đợi em. Chị sẽ đợi gần cổng đó. Chị hứa nha. Chắc chắn là chị hứa với em mà. Đi nào. Chú ơi, Gauri đã về rồi. Gauri, em hãy tới trường nha. Và học bài nữa. Em đừng có khóc ở trường nha. Chị sẽ luôn ở đây đợi em. Em mau cười lên đi. Tạm biệt. Không biết Kali có thực sự là bùa bảo vệ hữu ích cho Gauri hay không đây. Nhưng giữ cả hai đứa đó tách biệt nhau cũng không có hại gì. Cứ cẩn thận cũng tốt hơn.